Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Analyst phân tích chuyên sâu số thứ hai cùng với Tùng TT. Và bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ đến với hai tình huống cực kỳ nổi bật ở trong tuần đầu này. Đó chính là một tình huống combat giữa bên phía tiểu FFQ cùng với Boom ID, và tiếp theo sẽ là tình huống top 1 của FFQ. Mở đầu trong số 2 phân tích chuyên sâu PMCO mùa thu 2019 sẽ là combat giữa FFQ và Boom ID. Nhìn về toàn bộ thế trận, có thể thấy các thành viên bên phía của team Boom ID họ đang co lại và dồn tổng sát thương vào một phía chopper sau khi Bucky ở bên ngoài bị khều bởi BTA. Chọn vị trí đứng cực kỳ thông minh khi luôn hạn chế hướng bắn từ FFQ bằng cách di chuyển xung quanh các vị trí an toàn như ở trên màn hình. Nhận thấy điều này, F1 chủ động di chuyển sang cánh để có thể nhận thêm sự hỗ trợ từ chopper và cũng có thể hỗ trợ ngược lại cho vị trí ở chopper. Về vị trí các thành viên bên phía team FFQ, chopper đang là chốt chặn và lấy thông tin Boom ID. Yêu cầu cần thiết dành cho vị trí này là gây khó khăn cho đối phương và không được để bản thân bị nốc. Trong khi đó, Dali sẽ là kê khu vực đường cắt ngang qua Boom ID và tạo ra một cái ranh giới giữa Boom ID và FFQ. FFQ chopper bắn tốt, liên tục đổi mạng nhưng không hoàn thành nhiệm vụ phải sống của mình. FFQ đổ sập như domino khi lần lượt chopper nằm xuống, F1 đang giữ cánh phải bách ngược vào trong nhà để có thể cứu được người đồng đội. Dali là người giữ ranh giới, cũng tiếp tục sai khi chủ động di chuyển sang để lấp lại vị trí của F1. Khoảng trống được tạo ra bởi Boom ID, họ tấn công tổng lực vào vị trí nhà của F1 và chopper. 1v3, kết quả top 16 dành cho bên phía team FFQ. Tình huống tiếp theo sẽ là top 1 của FFQ trong ngày thi đấu thứ 9 của giải đấu và lý giải tại sao họ thi đấu như trong sách. Nếu nhìn về tình huống cuối thì FFQ chỉ đơn giản có 4 người ở trong vòng bo cuối và dễ dàng có được cho mình top 1. Mình sẽ cùng các bạn nhìn lại một chút về những vòng bo trước. FFQ khởi hành ở Los Leones. Nếu như bình thường đâm thẳng vào bo, họ sẽ gặp một đối thủ rất mạnh ở lượt trận này và đang có top 5 ở trên bảng tổng điểm, đó chính là Evot Esports. Nhưng FFQ lại chủ động di chuyển ngược xuống khu vực Valle del Mar, nơi có rất ít đội khai thác, trong đó có Ripper QL của Việt Nam, nhưng ngày hôm nay không có sự xuất hiện của họ. Sau khi bo giật đi một lần, FFQ quyết đoán tanh thẳng vào khu vực nhà trên cao, Minas del Valle. Tới vòng bo tiếp theo, nhà của FFQ vẫn đang ở trong bo. Ở giai đoạn này họ có hai phương án: đổ đèo thẳng vào hõm của GG đang quản lý kín ba hướng, hoặc vòng ra sau đồi có thể bị khều bởi Snowlin hoặc Evot, đội tuyển đang chiếm được khu vực cao. Và họ đã chọn đúng khi chủ động công thẳng vào nơi mà CG yếu ớt, combat thua với đại diện đến từ Thái Lan. Sau đó, việc cần làm của FFQ là khai thác vị trí hào mà chúng ta có thể thấy không khác gì một đội quân ở trong những bộ phim chiến tranh. Ở đây, Evot có tầm nhìn và tạo ra một vùng nguy hiểm bên phía cánh trái của Mega Conquero. Trong khi đó, Snowlin có địa hình cao để có thể dễ dàng hạ gục lần lượt các thành viên bên phía của team Mega Conquero. NFT cũng bị mù thông tin khi hoàn toàn họ đang ở vị trí thấp. Tình huống không cho phép Mega Conquero chiếm vị trí của FFQ. Vị trí đẹp cộng an toàn, FFQ có thể di chuyển thoải mái mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Không thể bàn cãi về khả năng đọc map của Mega Conquero khi họ chỉ có thể đánh vào thẳng mặt của bên phía team Evot, chứ nhất quyết không để bị bắn lén. Phán đoán chính xác, nhận được sự ủng hộ của thần bò. Trong tình huống cuối cùng, FFQ chỉ việc chờ và có cho mình được top 1 xứng đáng ở game đấu thứ 9 PMCO Full Split 2019. Vâng, xin chào bạn đã quay trở lại với phần review sau clip analyst số 2. Bây giờ bên cạnh mình đó chính là F1 đến từ đội tuyển FFQ đang thi đấu trực tiếp, và hiện tại họ đang có cho mình được top 6 trên bảng tổng điểm. Và sau clip vừa rồi thì F1 có thể thấy là ở trong cái tình huống mà bọn em đã combat với bên phía team Boom ID. Và sau khi mà em đã xem xong clip thì em có thể cảm nhận là mình sẽ rút được kinh nghiệm ra từ tình huống này bằng cách nào không? Vâng, thì khi mà xem cái tình huống của Boom ID thì em nghĩ khi cái việc mà bọn em bị mất vị trí của Bucky, khi mà mất đi một người thì đó là một việc rất là khó khi mà mình có thể combat 3v4. Nhưng mà khi mà vị trí của mình có thêm một sự focus của BTA thì bên em đã không có kiểu như là không an toàn. Thì bọn em đã không có kiểu như là di chuyển hợp lý. Nên là khi mà BTA đã vòng đằng sau lưng bọn em thì đó là một cái điều khó khăn rồi. Em sẽ biết là khi mà bọn em combat ở phía trên là BTA sẽ đánh vào bọn em luôn. Nên là khi chopper có vị trí đẹp thì chopper đã báo hết thông tin, nhưng khi em bị focus bởi team BTA thì em đã chạy qua góc của chopper để thở ra một khoảng trống rất là to để Boom ID có thể di chuyển và dứt điểm với bọn em. Nhưng cái tình huống đấy không phải là tình huống chính, nhưng đó khi là tình huống là của Dudley. Khi Dudley di chuyển qua bên bọn em đã cho Boom có một vị trí thuận lợi để có thể mở cánh ra và có thể dứt điểm bọn em khi bọn em ở top 16. Nếu mà cho em làm lại thì liệu em có vào nhà cứu chopper không, hay em bỏ con chopper luôn em giữ cánh? Nếu pha đấy thì em có nghĩ là em bỏ chopper luôn, không thể nào cứu được. Đúng rồi, rõ ràng cái việc mà bọn em cứu chopper trong cái là em bị khuất đi vị trí, Dali lại phải bù lại vị trí của em, và bọn em bị clear hết đúng không? Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của Hùng ở trong clip analyst số 2. Và bây giờ thì có lẽ xin chào hẹn lại các bạn vào trong những clip analyst vào số tiếp theo, có thể là số 3 tuần sắp tới.
Vâng.